Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phân tử lượng để các bạn cân đo đo đếm cái lượng hạt màu ở bên trong sợi tóc của chúng ta, để khi mà chúng ta cân đối màu nó phù hợp hơn. Được chưa? Rồi. Nãy giờ các bạn học thì các bạn cứ hiểu đơn giản là màu đỏ cộng với màu xanh nó sẽ ra màu tím, đúng không các bạn? Màu đỏ cộng màu vàng nó sẽ ra màu cam, đúng không các bạn? Yeah. Đúng là như vậy, nhưng mà tỷ lệ nó khác nhau. Các bạn hiểu không? Chứ không phải là lúc nào các bạn cũng sẽ lấy màu đỏ cộng với màu vàng thì nó sẽ ra màu cam đâu nha. Rồi, bây giờ này, chúng ta sẽ lấy màu đỏ này là màu gốc, đúng không? Cộng với màu cam, cộng với màu vàng, cộng với màu vàng thì nó sẽ cho ra là màu cam. Vậy thì tỷ lệ pha như thế nào nó mới ra màu cam mới là quan trọng, chứ không phải là cứ màu đỏ cộng màu vàng là nó ra cam đâu nha các bạn. Tức là trong ngôi sao màu thì nó là như vậy, đỏ cộng vàng nó sẽ ra cam. Nhưng khi mà chúng ta hiểu được phân tử lượng, chúng ta hiểu được cái độ nặng, độ mạnh, độ yếu của cái hạt màu ở trong đó, chúng ta cân lại nó bằng nhau thì nó mới ra được cái màu cam. Còn nếu như mà các bạn cứ nghĩ là thằng đỏ cộng với thằng vàng bằng nhau, hai thằng tỷ lệ bằng nhau nó ra màu cam là không có. Nó ra đỏ lè đỏ lét luôn. Được chưa? Hoặc là nó ra đỏ cam. Chứ nó không, nó ra đỏ tươi đấy. Chứ nó không có ra được cái thằng cam giống như các bạn nghĩ đâu. Rồi. Bởi vì thằng vàng nó yếu hơn thằng đỏ, nên nếu như mà các bạn cộng với cái tỷ lệ bằng nhau thì cái tỷ lệ thằng đỏ nó sẽ nghiêng về nhiều hơn và nó sẽ ra đỏ tươi. Các bạn hiểu chưa? Chứ nó không có ra thằng cam. Còn cái thằng tỷ lệ thằng vàng nó yếu hơn thì mình phải pha nó nhiều hơn. Mình pha 7 phần thằng vàng, 3 phần thằng đỏ thôi nó sẽ ra thằng cam. Bởi vì phân tử lượng của thằng cam á, thằng vàng á, nó yếu. Nó yếu hơn thằng đỏ. Được chưa? Nó yếu hơn thằng đỏ rất là nhiều. Ở đây các bạn phải lưu ý là khi chúng ta pha màu là chúng ta phải để ý nha. Tiếp tục. Rồi, nói sơ qua cho các bạn hiểu về phân tử lượng. Phân tử lượng là độ mạnh yếu của hạt màu. Được chưa? Nếu như mà phân tử lượng mạnh thì cái hạt màu đó nó mạnh. Được chưa? Còn phân tử lượng yếu thì hạt màu đó nó sẽ yếu hơn.